Vâng, trước mắt quý vị các bạn chính là con súp Yamaha SWK515 với thiết kế vỏ piano bóng. Và với cái thiết kế vỏ này thì anh em phải lưu ý rằng một điều là khi nó đã bị xước sát một điểm nào đó thì chúng ta sẽ xử lý nó cực kỳ khó và gần như không xử lý được. Bởi vì nó được phủ nano, xong là phủ bóng dạng như đấy. Nó cực dày của cái lớp trong bóng luôn. Đấy nên nó có thể là gần như chống xước. Và với bề ngoài vẻ đẹp như thế này thì chúng ta đã biết được là nó là một sản phẩm có ngoại hình cực kỳ tốt. Và đây là bên em đã lau chùi thì tiện thể là sẽ để nguyên như này và quay cho anh em. Đây chính là kết quả bát của nó. Bát 25 cấu tạo nam châm từ kép. Cái lòng giữa bát của nó có một cái lớp lưới dùng để che bụi khi nó thấm bụi vào trong. Với dòng 515 thì cái côn của nó to hơn so với 320 và so với 315. Nhện của nó là nhện đen chứ không còn nhện nâu đỏ nữa. Nam châm từ kép này. Củ bát thì nó được sản xuất tại Indonesia. Nếu các bạn được sờ trực tiếp thì sẽ thấy được là cái màu đen này của nó cực kỳ mới luôn. Bát 25 gân là gân cao su. Gân cao su đây. Đấy, gần như không thấy được cái dấu tích của thời gian ở đây. Một sản phẩm phải nói là siêu đẹp. Cái phần đế ấy, cấu tạo bát của nó là một cái bát úp thẳng vào cái vị trí này. Đây. Hệ thống súp súp bát QD. Đây là một công nghệ của Yamaha với cấu tạo bát 25 úp đất. Thùng của nó được thiết kế vuông vắn luôn. 34 34. Đấy. Chiều sâu thì nó có thêm cái phần hậu này nữa và phần nút nữa thì nó lên đến 37 38. Chiều cao của nó là 43. Thùng phải nói là cực kỳ chắc chắn. Nó thông hơi đây. Và cái vỉ công suất của nó được nằm ở bên trong này, chứ nó không thô thiển lộ ra ngoài như 320. Mà giá của nó thì không đắt hơn nhá. Lỗ thông hơi của nó này. Anh em lưu ý rằng một điều là giá em bán cho anh em là luôn luôn có báo giá ở cuối video nhá. Ở cuối video. Những cái này là những cái vết keo này, người ta bơm người ta bắn vào góc này thì nó như thế này, chứ không phải là bẩn gì đâu nhá. Và với giá của cái quả súp Yamaha SWK15 này thì bên em xuất ra với mức giá là 9 triệu 2 không bao cước. Đấy nhá, cái tem của bên em sẽ dán vào đúng vị trí này, bao cho anh em luôn. Cái bát này là bát zin. Anh em có thể tháo bát này ra để kiểm tra. Bát của nó được thiết kế 4 ốc 4 góc. Đây, đúng rồi, quay đi. Đây. Chân này là chân nhựa nhá. Chính vì nó là chân nhựa nên anh em không lo lắng như một số dòng chân gỗ thì khi mà gặp nước ẩm thì nó sẽ bị nở. Còn riêng chân nhựa này thì ok và thoải mái đi. Anh em cứ đặt lên thảm thoải mái. Đây này, vẫn cho những người bác nào mà nhà dùng nước lũ chẳng hạn thì quả súp này là ok, không bao giờ phải suy nghĩ. Cho có quyền được ngập 5 phân. Rồi đặt xuống đi. Rất nặng nhá. Nếu như em nhớ không nhầm, trí nhớ của em nhớ không nhầm thì nó rơi vào 22 cân. À, quả súp này lại còn có một cái tem cực kỳ đẹp luôn của Japan này. Đấy, tem inox. Đấy, mời anh em quý vị các bạn chúng ta cùng soi gương cùng quả súp này. Đấy. Bóng lừ luôn, đẹp keng. Đây là rắc AV vào. Còn đây là thời gian để trầm không có tín hiệu, cắt nhanh hay cắt chậm. Nếu chúng ta gạt vào trong cùng này thì nó sẽ không tự ngắt. Còn đây là pha cốt.
Với dòng điện là dòng điện 100V nhá. Dòng điện 100V là sản phẩm xuất vào thị trường nội địa Nhật nên bao giờ cũng có cái mức giá cao hơn so với dòng điện 220V và đa cầu điện. Quả này được sản xuất tại Made in Indonesia và với số series của nó là 6446VX. Hàng bên em bán ra thì bảo hành cho anh em là 3 tháng. Còn cái mặt đằng sau này em sẽ dán một cái tem của bên em vào đúng cái vị trí của một con ốc đằng sau để bảo hành cho anh em trong cái vị này. Đấy, anh em cùng xem cái độ đẹp của nó rồi đúng không ạ? Nút volume đằng trước này, cắt trầm này. Con này nó cắt trầm được từ 40 đến 140Hz. Đây là nút nghe nhạc, chế độ nghe nhạc, nó có hai chế độ nghe nhạc. Ấn vào và nhả ra, nó có hai chế độ và nó cài đặt mặc định sẵn của nhà máy sản xuất. Với mức giá là 9.200.000 không bao gồm tiền cước phí. Anh em chung kết thì nhấc điện thoại lên gọi điện cho bên em. Và số điện thoại của em là 0972192087. Bên em bán hàng thì yêu cầu anh em quý vị các bạn đặt cọc trước cho bên em thấp nhất là 10% giá trị sản phẩm. Cảm ơn anh em rất nhiều.